Thưa quý vị, toàn huyện Đất Đỏ có 15.970 học sinh thuộc 31 trường học. Thời điểm này các trường tập trung hoàn thành chương trình dạy học theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Đối với học sinh khối 9, các trường đang tổ chức thi học kỳ 2 và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 song song với việc định hướng, phân luồng hướng nghiệp nghề sau trung học cơ sở. Qua hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, đất đỏ có 80% giáo viên cấp tiểu học và 91,7% cấp trung học cơ sở đạt. Đến nay, huyện đã tổ chức cho 1.284 học sinh khối lớp 5, lớp 6 tiêm vaccine COVID-19, đạt tỷ lệ 59%. Đây là thông tin được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đất Đỏ báo cáo tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đức Đỏ, các trường học trên địa bàn đã đề xuất quyền quan tâm sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2022-2023. Hỗ trợ các trường cắt tỉa hệ thống cây xanh lâu năm, xét tuyển thêm giáo viên để đảm bảo nhân lực cho các trường dạy tốt. Sau khi nghe ý kiến các trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng nội vụ phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo ra soát xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển giáo viên và cán bộ quản lý các trường các trường xây dựng báo cáo tờ trình sửa chữa cơ sở vật chất các tỉa cây xanh gửi về phòng giáo dục và đào tạo để quyền chỉ đạo các ngành liên quan triển khai trong dịp hè lãnh đạo quyền cũng yêu cầu các trường hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 trong thời gian sớm nhất quan tâm hướng nghiệp cho học sinh khối lớp 9 để các em có những lựa chọn phù hợp với khả năng đồng thời phối hợp tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi đạt hiệu quả cao